Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người với những dự án về đất đầu tư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Thì hôm nay anh xin giới thiệu với mọi người một cái vị trí mới của bên em, nhà ở Huyền Kỳ, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội, với cái diện tích là 37m² và thiết kế là 4 tầng. Mọi người có thể nhìn ạ. Và có cái giá chào bán là 1.880.000 đồng. Nhà xây độc lập, một mình một căn, một mình một khu này ạ. Và ngõ trước nhà là 2.5m, cách đường ô tô đi lại là khoảng tầm 50m. Xin mời mọi người tiến vào phía phòng khách cùng em. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, lớp bên ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là lớp cửa kính. Hiện tại thì em đang đứng ở cái vị trí phòng khách của ngôi nhà đây. Ở đây phần là vị trí này là nơi để xe của toàn bộ căn nhà. Mọi người có thể quan sát luôn hệ thống đèn led trần thạch cao đều đã được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Xin mời mọi người vào phía phòng bếp của căn nhà. Phòng bếp của căn nhà này rất là rộng rãi, với cái diện tích là 37m² thì là thiết kế phòng bếp rất là rộng, được lập một khu có thể để khu vực bán ăn ở đây. Đó, mọi người quan sát luôn. Bếp đây ạ, mọi người thấy không ạ, hai màu tông chủ đạo nâu và trắng rất là tinh tế hợp lý với cái căn nhà màu xám như thế này. Nền gạch cũng là gạch ốp 60-60 granite vân màu trắng sữa rất là đẹp. Còn đây là cái bếp đây ạ. Toàn bộ hệ thống xe vòi thiết bị cũng như là chậu rửa bát và vòi rửa bát đều đã được bên em lắp đặt đầy đủ bằng cái chất liệu inox 304 rất là chắc chắn và đẹp, đúng không ạ? Mọi người có thể nhìn thấy luôn là cái mặt bếp này đây được là lát đá granite màu đen rất là đẹp, rất là sạch. Và xin mời mọi người qua này, cái nhà vệ sinh tầng 1 đây ạ, cũng được lắp đặt đầy đủ bồn cầu, vòi xịt cũng như là vòi rửa lát ốp đá 30-60 rất là đẹp sạch sẽ. Xin mời mọi người lên tầng 2 của cái căn nhà của em. Với cái căn nhà này thì lại thiết kế hơi khác biệt một chút, thiết kế theo cái thiết kế tầng 2 của cái căn nhà này là được thiết kế theo cái phong cách hiện đại năng lượng. Đây có thể nhìn nhau. Đây các cửa này rất là rộng, chính là phòng khách của ngôi nhà. Ở đây có 5 cái cách ngăn CNC để trang trí, và để sau này mọi người về có để được đồ đạc lên đây trang trí rất là đẹp. Có cửa thông phòng ra từ bên ngoài để lấy sáng vào trong cái ngôi nhà này. Xin mời mọi người vào với phòng ngủ tầng 2 của em nhé. Phòng ngủ tầng 2 đây ạ. Rất là sáng, rất là đẹp. Có cửa sổ thiết kế 2 lớp, chắc chắn và an toàn. Cái vị trí của căn nhà này là ở Huyền Kỳ, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội nha mọi người. Rất là gần trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, cũng như là gần trường Đại học Đại Nam, gần chợ Súng. Vị trí chỉ trong vòng 1km đổ lại thôi. Đây mọi người có thể ngắm qua cái công trình vệ sinh tầng 2, đầy đủ thiết bị bồn cầu lavabo, sen vòi tắm, đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Xin mời mọi người lên tầng 3 cùng em. Tầng 3 của cái căn nhà này được thiết kế là 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Đó, 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Phía phòng ngủ bên trong này là được có giếng trời ở bên ngoài đây, đấy ra rất là sáng đúng không ạ? Sáng. Em bật điện đâu nhưng mà rất là sáng mọi người ạ. Cửa thông phòng là poly 5 ly. Đó. Xin mời mọi người phía sang cái căn ngủ thứ 3 ở trên tầng 3. Tương tự được thiết kế như tầng 2 và một hệ thống đèn led trần thạch cao đều được lắp từ tầng 1 lên tầng 3 mọi người. Đó. Rất là sáng đúng không ạ? Vị trí căn này cũng rất là gần chợ để mọi người tiện đi lại sinh hoạt. Chợ ở Huyền Kỳ ạ, cách vị trí nhà khoảng tầm 200m thôi. Cách trường tiểu học, trường mầm non Huyền Kỳ cũng khoảng tầm 200m. Đổ lại rất là tiện cho một vợ đôi vợ chồng trẻ.
có con nhỏ đi học từ cấp 1 đến cấp 3 thì đấy cho cả đại học đều rất là thuận tiện. Xin mọi người lên tầng 4 cùng em ạ. Tầng 4 của cái vị trí căn nhà này thì đã được thiết kế là một phòng thờ, một sân phơi. Thì đây là một cái sân phơi của chúng ta đây. Sân phơi của ngôi nhà đây. Đó. Rất là rộng đúng không ạ? Đây, có phía để sau này là để máy giặt. Và đây chính là cái phòng thờ của ngôi nhà này. Em xin nhắc lại qua mọi người nhé. Cái diện tích của cái căn nhà này là 37m2, vị trí là thuộc tổ 8, huyện Kỳ, Phú Lãng, Hà Đông, Hà Nội. Và có cái giá chào bán của chủ đầu tư là 1.880.000.000 đồng. Có hỗ trợ vay của ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Nhà đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ cũng như là giấy tờ hợp lệ. Thì mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041414. Xin chào và hẹn gặp lại.